Đây, móc đóng mới cho anh em đây, U14 nhá, kẹt hết nhá. Không mà đây là lấy khủng bố thoát ô tô nhá, cực kỳ cứng luôn. Lốp thì 76 thôi, kích thước là 2m, 3m. Sau này cái bửng thì bửng đóng mới này. Đây, tôn đừng hỏi đồ đẹp mà, tôn sàn còn mới hết. Không méo móp sùng nhá. Đây, cầu đây, cầu 3,5 tấn lốp đôi, ăn hơi đầy đủ hết nhá. Thùng lấy cái thùng lại của ô tô thì còn này, trên là đóng mới hết này, xương chắc siêu 14 16 luôn rồi này. Đang trong quá trình hoàn thiện này, chưa sơn này, xương này thì khỏi bàn, quá cứng, thùng này thì quá chắc. Rồi, bác làm nhu cầu thì liên hệ nhé, có giá chi tiết nhé, bóng mới luôn nhé.